Nguyễn và Tú Trinh mến chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi VTV Hyundai Home Shopping. Rất vui khi ngày hôm nay Như Nguyễn và Tú Trinh được gặp gỡ tất cả quý vị, vì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một người bạn đồng hành trong gian bếp của mình. Một người bạn này sẽ giúp cho chúng ta nấu ăn an toàn hơn, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng nữa thưa quý vị. Đó chính là chiếc bếp từ đến từ thương hiệu Super, một thương hiệu được rất nhiều người Việt Nam của chúng ta ưa chuộng và tin dùng. Và bên cạnh những thông tin mà Như Nguyễn vừa chia sẻ thì quý vị sẽ có ngay một chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Super, có thiết kế đẹp mắt và còn dễ dàng sử dụng với những hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt, nên quý vị cứ an tâm nha. Mức giá ưu đãi trong chương trình này là 799.000 đồng và chúng tôi sẽ còn tặng cho quý vị thêm hai bộ quà tặng rất là hấp dẫn nữa. Đầu tiên tặng cho quý vị đó chính là một chiếc nồi lẩu inox với đáy từ kết hợp ngay với sản phẩm chính luôn, và tặng cho quý vị thêm một chiếc dĩa inox nữa để chúng ta có thể là kết hợp cùng với sản phẩm chính và từ đó mình sẽ nấu được thêm nhiều món ăn thật là thơm ngon quý vị nha. Hai quà tặng với số lượng có hạn chỉ có trong chương trình này mà thôi. Nên Như Nguyễn ơi, ngay bây giờ mình phải làm gì nào để có thể nhanh chóng sở hữu ngay? Ngay bây giờ còn gì bằng nữa là Tú Trinh và Như Nguyễn cùng với tất cả quý vị khán giả hãy nhanh tay gọi về tổng đài quen thuộc của chúng ta 1900 7137 để có thể đặt hàng, được tư vấn và giao hàng tận nơi, hoặc là mọi người có thể mua trên website trực tuyến nha Tú Trinh, vtvhyundai.vn nè. Và bây giờ còn tiện dụng hơn, mọi người có thể cài đặt ứng dụng cho điện thoại di động của mình về ứng dụng VTV Hyundai Home Shopping, đặt hàng ngay và được giao hàng tận nơi quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quan sát ở đây đó chính là chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Super, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao trong suốt nhiều năm vừa qua. Và khi mình đã có được bếp điện từ Super ở trong không gian bếp của mỗi gia đình rồi quý vị, thì mình sẽ nấu ăn nhanh chóng hơn nè. Bên cạnh đó là mình sẽ còn tiết kiệm được rất là nhiều năng lượng và nhất là tiết kiệm thời gian khi chúng ta nấu ăn ngon mỗi ngày. 799.000 đồng có ngay thêm hai quà tặng, một chiếc nồi lẩu inox đáy từ, thêm một chiếc dĩa inox với đáy từ nữa. Mức giá ưu đãi, hãy nhanh chóng sở hữu ngay quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu bếp điện từ Super với thiết kế vòng nhiệt kép, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm thời gian nấu, truyền nhiệt nhanh. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ có ngay một bộ sản phẩm rất tiện lợi, bếp điện từ đến từ thương hiệu Super với mặt bếp lớn bằng sứ cao cấp quý vị nha, lớp chống thấm 3 chiều và có thêm màn hình điều khiển bằng tiếng Việt nữa, cùng với thiết kế kiểu dáng mỏng, dễ di chuyển và rất tiện lợi. Thưa quý vị thân mến, chiếc bếp điện từ Super với chức năng nấu nướng đa dạng, chức năng nấu tạm ngưng ghi nhớ thông minh, chức năng nấu nhanh và chức năng hẹn giờ, định giờ tiện lợi sẽ giúp cho quý vị thực hiện được nhiều món ngon trong tầm tay của mình. Và bên cạnh đó thì bếp điện từ của thương hiệu Super quý vị sở hữu ngay trong chương trình này sẽ còn được nhận tặng thêm nhiều quà tặng hấp dẫn nữa. Tặng cho quý vị thêm một nồi lẩu inox đáy từ đường kính 24cm và thêm một chiếc dĩa inox nữa. Những sản phẩm quà tặng rất phù hợp khi chúng ta kết hợp ngay với sản phẩm chính quý vị nha, để có thêm được nhiều món ăn thơm ngon. Số lượng quà tặng có hạn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là chiếc bếp điện từ đã rất là quen thuộc với chúng ta trong thời đại hiện đại ngày nay rồi. Tại vì bây giờ nhiều nhà vẫn sử dụng bếp ga đó Tú Trinh. Đúng rồi. Thì đôi khi là tự nhiên mình hết ga đột xuất thì có phải là chiếc bếp điện từ là một người bạn vô cùng tiện lợi phải không nào? Đó, và một điểm nữa Như Nguyễn rất là thích ở những chiếc bếp điện từ là chúng ta có thể sử dụng trong mọi không gian luôn. Ví dụ như vào những lúc mà cuối tuần chúng ta sum họp quay quần với nhau đi thì chúng ta có thể đặt chiếc bếp điện từ ngay trên bàn của mình để có thể nấu lẩu cho các thành viên trong gia đình của mình nè, hoặc là một bữa tiệc ngoài trời chỉ cần có hệ thống cắm điện thôi thì bếp điện từ sẽ hoạt động được ngay. Đúng rồi, và bên cạnh đó thì với mức giá chỉ là 799.000 đồng, quý vị sẽ có ngay một chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Super và còn được nhận tặng thêm hai quà tặng nữa, một chiếc nồi lẩu inox kết hợp cùng với sản phẩm chính nha với đáy từ nha quý vị, lại còn có thêm đó chính là cả một chiếc dĩa inox với thiết kế lớn như vậy nữa. Đúng, mình rồi, thoải mái tăng thêm nhiều món ăn quý vị nha. Còn bây giờ thì quý vị ơi, hãy cùng với Tú Trinh và Như Nguyễn nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hiện ngay đó chính là nhiều món ăn thơm ngon cùng với chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Super. Mời Như Nguyễn qua đây nha, để Như chúng Nguyễn ta sẽ cùng Tú thực Trinh hiện ngay. Đúng rồi, bây giờ thì quý vị thấy rằng mình sẽ có ngay đó chính là một chiếc chảo kết hợp cùng với lại bếp điện từ của thương hiệu Super, và quý vị thấy là với thiết kế đẹp mắt như vậy cho nên là chúng ta còn có thể là dễ dàng điều chỉnh nữa, tăng hay giảm nhiệt độ là tùy theo nhu cầu của mình mà thôi. Để rồi tiếp tục sau đó quý vị sẽ cùng bắt đầu thực hiện ngay nhiều món ăn rất là hấp dẫn quý vị nha. Và Như Nguyễn ơi, bây giờ thì đầu tiên mình sẽ thực hiện đó chính là món bắp rang bơ nè. Wow, món ăn này là rất nhiều trẻ nhỏ trong gia đình của mình rất là ưa thích rồi nha. Mà ngày hôm nay thì với chiếc bếp điện từ này và một chiếc chảo không dính thì tất cả quý vị khán giả của chúng ta, nhất là những người yêu thích công việc nội trợ, có thể thực hiện một món ăn cho những thành viên nhỏ trong gia đình của mình rất là tiện lợi phải không nào?
Và bên cạnh đó thì quý vị cũng thấy rằng là khi mà chúng ta cần phải sử dụng đó quý vị, cần phải điều chỉnh ngay chiếc bếp điện từ của thương hiệu Subo này thì rất là đơn giản thôi. Bởi vì khi mà quý vị cùng quan sát ở ngay trên bề mặt bằng sứ cao cấp của mỗi chiếc bếp điện từ của thương hiệu Subo thì quý vị sẽ thấy được rằng đó chính là từng nút điều khiển rất là dễ dàng sử dụng nha quý vị. Đồng thời là lại còn bằng tiếng Việt nữa như Nguyễn Đúng à. Rồi. Cho nên là những người lớn tuổi trong nhà của mình nó có thể chúng ta chạm tay vào ngay và sau đó thì mình sử dụng rất là đơn giản mà thôi. Tùy theo nhu cầu của quý vị nha, chúng ta khởi động hoặc là sau đó mình chọn ngay là từng chế độ mà mình mong muốn thôi quý vị nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng bắt đầu chúng ta thực hiện ngay thêm đó chính là nhiều món ăn thật là thơm ngon. Như Nguyễn ơi, món gì bây giờ nhỉ? Dạ, ngày hôm nay thì Như Nguyễn sẽ làm món hủ tiếu xào cho mọi người nha. Đúng rồi, đó chính là món hủ tiếu xào nha quý vị. Rồi, bây giờ nè, Như Nguyễn sẽ cho những cái nguyên liệu của chúng ta. Ví dụ như là ngày hôm nay là mình sẽ có tôm nè, rồi cá nè, mình sẽ làm hủ tiếu xào hải sản cho các thành viên trong gia đình của mình. Đúng rồi. Mà Tú Trinh có biết không, với chiếc bếp điện từ như thế này nè, thì với việc là truyền nhiệt trực tiếp cho nên á là sẽ mang đến cho món ăn của chúng ta chín nhanh hơn, chín đều hơn. Đó, và vẫn đảm bảo được cái độ tươi ngon của các thực phẩm nữa nha. Đúng rồi thưa quý vị, khả năng của bếp điện từ đó chính là truyền nhiệt nhanh và tỏa nhiệt đều, cho nên đó chính là chúng ta sẽ thực hiện rất là nhanh chóng và cực kỳ tiết kiệm thời gian thôi quý vị nha. Khi mà chúng ta đã nấu ăn nhanh chóng như vậy rồi thì tất nhiên là thời gian khi mà chúng ta để dành những công việc khác nó cũng sẽ thoải mái hơn và nhiều hơn rất là nhiều thưa quý vị. Đó, ngay bây giờ thì mình sẽ còn có thêm được là nhiều món ăn rất là thơm ngon nữa cùng bếp điện từ của thương hiệu Subo. Rồi, và bây giờ Như Nguyễn sẽ cho sốt vào nữa để hoàn thành món ăn này của mình nha. Và thưa quý vị thân mến, với chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo thì chúng ta có nhiều nút đa dạng để chúng ta có thể nấu được nhiều món ăn khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể xào nè, có thể chiên nè, có thể nấu lẩu nè, có thể hấp, có thể đun nước nữa. Và đặc biệt một điều ấn tượng ở chiếc bếp điện từ của thương hiệu Subo này là chúng ta có chức năng tạm ngưng thông minh để ghi nhớ và chúng ta có chức năng nấu nhanh nữa thưa quý vị. Chúng ta có thể định giờ, hẹn giờ. Như vậy thì sẽ rất là yên tâm trong quá trình là chúng ta không phải mất thời gian để canh chờ một cái nồi thịt hầm, đúng không nào Tú Trinh? Đúng rồi thưa quý vị, do đó thì quý vị thấy rằng là việc mà chúng ta tiết kiệm thời gian sẽ rất là chủ động khi mình có ngay bếp điện từ của thương hiệu Subo khi mình đúng nấu rồi. Ăn như thế này luôn. Và bây giờ thì tương tự như thế, quý vị sẽ còn có ngay đó chính là những món ăn tiếp theo để mình có thể dễ dàng thực hiện thêm nhiều món ăn đa dạng cho cả nhà của mình quý vị nha. Đúng rồi đó. Và quý vị ơi, quý vị đang theo dõi đây chính là món quà tặng luôn. Đó chính là một chiếc dĩa inox đó Tú Trinh. Và cái chiếc dĩa inox này nè thì mình có thể sử dụng với mọi loại bếp, đặc biệt là cả bếp từ nữa. Tú Trinh có thấy hình dáng của chiếc dĩa này quen thuộc không nè? Đúng rồi, rất là dễ dàng sử dụng nữa. Và đây là quà tặng chúng tôi tặng kèm cho quý vị đó nha. Đó chính là quà tặng để mình có thể kết hợp ngay cùng với sản phẩm chính là bếp điện từ của thương hiệu Subo. Một chiếc dĩa inox với thiết kế rộng lớn như vậy để mình có thể cùng một lúc thực hiện được nhiều khối lượng thực phẩm khác nhau quý vị nha. Đây là quà tặng nhưng với số lượng rất là có hạn và chỉ có trong chương trình này mà thôi. Đúng rồi. Và một điểm đặc biệt nữa mà chúng ta cần lưu ý mỗi khi sử dụng bếp điện từ đó chính là khi mà cái bề mặt của dụng cụ nấu ăn tiếp xúc với bếp thì tại nơi đó mới nóng thôi. Đúng còn rồi. Những phần khác không nóng cho nên chúng ta sẽ rất là yên tâm, không có bị bỏng tay trong quá trình nấu ăn. Và các trẻ nhỏ của mình mà có vô tình đụng vào thì cũng rất là yên tâm khi chúng ta để chiếc bếp điện từ này trên bàn đó Tú Trinh ạ. Thưa quý vị, như vậy là mình đã có được những món ăn mình có thể là gợi ý ngay làm phong phú hơn bậc bữa ăn của mỗi gia đình mình và chúng ta có thể kết hợp trực tiếp cùng bếp điện từ của thương hiệu Subo. Còn bây giờ thì quý vị sẽ còn có thêm những món ăn khác nữa là tùy theo nhu cầu của tất cả quý vị khi mà chúng ta sử dụng mà thôi quý vị nha. Đó rất là dễ dàng khi chúng ta sử dụng luôn. Nên quý vị có thể là an tâm ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nấu ăn nhiều hơn và tiện lợi hơn cùng bếp điện từ của thương hiệu Subo. Rồi bây giờ mình sẽ còn có thêm hai món gì nữa nè. À mà đặc biệt nha, hai món này của chúng ta thì sẽ gắn liền với một sản phẩm quà tặng nữa đó Tú Trinh. Đó chính là chiếc nồi inox của chúng ta. Chiếc nồi inox này thì với thiết kế là inox toàn vẹn luôn và chúng ta còn có nắp kính trong suốt nữa thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng quan sát món ăn trong suốt quá trình nấu ăn của chúng ta. Và đặc biệt là với đường kính là 24 cm, rất là rộng rãi, thoải mái. Thậm chí là ngay bây giờ Như Nguyễn và Tú Trinh có thể làm cả một con cá hấp trong chiếc nồi này luôn đó. Đúng rồi thưa quý vị. Và bây giờ thì quý vị cũng thấy rằng là cả hai món ăn mình có thể kết hợp ngay cùng bếp điện từ của thương hiệu Subo quý vị nha. Đó, rất là hấp dẫn ở đây. Bên đây mình có món hấp, bên kia mình có món lẩu. Và món lẩu thì sẽ rất là thích hợp cho những ngày cuối tuần đúng không ạ? Còn món hấp như vậy thì sẽ ăn rất là ngon khi mà chúng ta cùng quay quần với mỗi thành viên bên trong gia đình của mình. Và đây là sự kết hợp từ sản phẩm quà tặng cùng với sản phẩm chính để quý vị có thêm một món ăn rất là thơm ngon thưa quý vị. Đúng rồi. Và quý vị ơi, mức giá cực kỳ hấp dẫn của chiếc bếp điện từ Subo này của chúng ta chỉ 799.000 đồng mà thôi. Mà còn được sở hữu thêm hai món quà tặng mà Tú Trinh vừa giới thiệu nữa. Wow. Một chiếc nồi inox nè, rồi thêm một chiếc dĩa inox nữa. Rất là dễ dàng, chỉ cần gọi về tổng đài của VTV Hyundai Home Shopping 1900 7137 để đặt hàng ngay quý vị nha. Và bây giờ thì sẽ có thêm một món lẩu nữa cho tất cả quý vị chúng ta đa dạng thêm bữa ăn của gia đình mình quý vị ơi. Kết hợp cùng với sản phẩm quà tặng đó chính là một chiếc nồi lẩu inox với đáy từ và trên bề mặt của bếp điện
điện từ đến từ thương hiệu Suba để chúng ta có được ngay những món ăn rất là thơm ngon và đa dạng như vậy nha quý vị. Với sản phẩm chính là bếp điện từ của thương hiệu Suba được bảo hành 1 năm đến từ thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, an toàn, quen thuộc và dễ dàng sử dụng, nhanh đến cho mọi thành viên trong gia đình của mình, kể cả những người lớn tuổi cũng có thể là sử dụng ngay bởi vì điều khiển hoàn toàn bằng tiếng Việt. Rất là tuyệt vời và tiện dụng luôn quý vị ạ. Hãy nhanh tay sở hữu ngay chiếc bếp điện từ này. Và quý vị có biết không, chiếc bếp điện từ này sẽ rất là tiện lợi cho gia đình của chúng ta nha. Nấu ăn được mọi lúc mọi nơi luôn, có thể đặt trên bàn của mình để nấu các món ăn cho các thành viên trong gia đình. Nấu một nồi lẩu mà sôi ngay tại bếp của mình luôn thì rất là tiện dụng phải không nào? Mà đúng an rồi. Toàn sử dụng nữa, không có lo là khí độc từ bếp ga thải ra nè, rồi cũng không lo là quạt gió bên ngoài nó làm ảnh hưởng tới ngọn lửa của chúng ta, mà chỉ cần sử dụng bếp điện từ thôi, truyền nhiệt trực tiếp, món ăn chín rất nhanh và rất thơm ngon, vẫn giữ được độ tươi ngon của thực phẩm nữa. Và thưa quý vị, sở dĩ có được điều đó, truyền nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều và giúp chúng ta tiết kiệm thời gian là bởi vì thiết kế của mỗi chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Suba có vòng nhiệt kép ở bên trong quý vị nha. Vòng nhiệt kép là một trong những cải tiến của sản phẩm này để quý vị chúng ta có thể là dễ dàng thực hiện được ngay với bộ sản phẩm mà mình nấu ăn rất là nhanh chóng và tiết kiệm nha quý vị. Đó đây chính là vòng nhiệt kép ở bên trong mỗi chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Suba, có thiết kế rất là dày dặn và chắc chắn như vậy luôn. Hai vòng nhiệt được thiết kế dày dặn cùng với nhau và đặc biệt hơn hết đó chính là ở phía mặt đằng sau mình sẽ có thêm rất là nhiều những thanh lõi truyền nhiệt như vậy, giúp cho mình là nấu ăn nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn và đồng thời là tăng thêm độ bền của sản phẩm nữa. 799.000 đồng quý vị có ngay bếp điện từ đến từ thương hiệu Suba và nhận thêm hai quà tặng hấp dẫn đi kèm. Đó chính là một chiếc nồi inox của chúng ta với đường kính 24 cm và cả nắp kính trong suốt để dễ dàng quan sát món ăn trong suốt quá trình nấu ăn, kèm theo là một chiếc dĩa inox nữa quý vị ạ. Chiếc dĩa inox này ha, chúng ta có thể sử dụng với mọi loại bếp luôn nha Tú Trinh, kể cả bếp từ luôn. Như vậy thì yên tâm, có thể thực hiện từ những món né nè, món xào nè, hay cả những món hấp, đem đến đa dạng những món ăn cho các thành viên trong gia đình của mình. Nhưng bây giờ thì quý vị hãy nhanh chóng sở hữu ngay cùng với chúng tôi quý vị nha. Tổng đài quen thuộc 1900 7137 đã sẵn sàng rồi. Hãy sở hữu ngay để chúng ta không bỏ qua cơ hội mua sắm hấp dẫn cùng VTV Hyundai Home Shopping. Chúng ta thường đầu tư để có thể nấu được những món ăn thơm ngon cho các thành viên trong gia đình của mình. Vậy thì ngay bây giờ hãy chọn ngay chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Suba, một thương hiệu được nhiều người ưa chuộng và tin dùng, để có thể làm thêm những món ăn thơm ngon và bảo đảm dinh dưỡng cho gia đình của mình. Với chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Suba, an toàn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lượng sẽ giúp nấu ăn nhanh hơn, thơm ngon hơn. Và đặc biệt kèm theo đó thì chúng ta còn có hai món quà tặng hấp dẫn nữa đúng không Tú Trinh? Đúng rồi thưa quý vị, quà tặng của chúng ta là một chiếc nồi lẩu inox như quý vị đang nhìn thấy ở đây, có nắp kính trong suốt, mình dễ dàng nấu ngay nhiều món lẩu nè, món chè, món cháo, món súp nữa và kết hợp ngay với sản phẩm chính luôn. Lại còn có thêm đó chính là một chiếc dĩa inox và có đáy từ nữa. Hai sản phẩm quà tặng này rất là cần thiết khi chúng ta kết hợp ngay cùng với sản phẩm chính là bếp điện từ đến từ thương hiệu Suba. Nhưng quý vị ơi, chúng ta lưu ý nha, bởi vì sản phẩm quà tặng có số lượng không nhiều và chỉ có trong chương trình này, cho nên là chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị cần ngay một chiếc bếp điện từ rồi, quý vị muốn có thêm hai quà tặng nữa giao về tận nhà của mình, 63 tỉnh thành trên toàn quốc, thì chúng ta hãy nhanh chóng sở hữu ngay bây giờ qua tổng đài rất quen thuộc 1900 7137. Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi và tư vấn cho quý vị, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi quý vị nha. Và đừng quên hãy tham khảo trên website để biết thêm thông tin chi tiết của chương trình vtvhyundai.vn. Đồng thời quý vị còn có thể chúng ta tải ngay ứng dụng trên điện thoại cá nhân của mình nữa để mình có thể là tận hưởng thêm nhiều chương trình mua sắm khuyến mãi rất là hấp dẫn quý vị ạ. Sử dụng đơn giản, dễ dàng và thân thiện với tất cả mọi người, có thêm quà tặng hãy nhanh chóng sở hữu ngay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi mang đến sản phẩm là chiếc bếp điện từ Suba với thiết kế vòng nhiệt kép, truyền nhiệt nhanh, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm thời gian nấu cho các thành viên trong gia đình của mình. Và bên cạnh đó thì với bếp điện từ của thương hiệu Suba, quý vị sẽ có ngay một sản phẩm với mặt bếp lớn bằng sứ cao cấp, lớp chống thấm 3 chiều cùng với màn hình điều khiển bằng tiếng Việt, thiết kế kiểu dáng mỏng, dễ di chuyển và rất tiện lợi. Và với chiếc bếp điện từ Suba có chức năng nấu nướng đa dạng, chức năng nấu tạm ngưng ghi nhớ thông minh, chức năng nấu nhanh, chức năng hẹn giờ định giờ tiện lợi sẽ dễ dàng giúp cho chúng ta thực hiện các món ngon trong tầm tay của mình. Và bên cạnh đó là mức giá rất là ưu đãi chỉ có trong chương trình này mà thôi quý vị nha, 799.000 đồng, nhận thêm hai quà tặng, một nồi inox đáy từ và còn có thêm một chiếc dĩa inox cao cấp nữa, Suba thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là nãy giờ chúng ta cũng đã thấy rất nhiều hình ảnh gắn liền với chiếc bếp điện từ và rồi phải không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với trường quay của VTV Hyundai Home Shopping cùng Như Nguyễn và Tú Trinh nấu thêm nhiều món ăn thơm ngon khác bằng chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Suba này quý vị nha. Chúng ta có thể nhìn lại một lần nữa chiếc bếp điện từ của chúng ta với mặt bếp lớn bằng sứ nè và có lớp chống thấm 3 chiều nữa. Cho nên là chúng ta có thể yên tâm là có thể sử dụng chiếc bếp này đa chức năng, dễ sử dụng và tiết kiệm được điện năng, tiết kiệm được nhiên liệu và tiết kiệm được thời gian cho những người yêu thích công việc nội
trợ nữa chứ. Bên cạnh đó, với chiếc bếp này còn có thêm hai món quà tặng hấp dẫn nữa đúng không Tú Trinh? Đúng rồi thưa quý vị, hai quà tặng của chúng ta đó chính là một chiếc nồi lẩu inox với đáy từ và còn có thêm cả một chiếc dĩa inox cao cấp nữa. Và như bây giờ quý vị cũng thấy đó, với sản phẩm quà tặng mà có thể kết hợp ngay luôn cùng với sản phẩm chính ngày hôm nay, bếp điện tử của thương hiệu Subo, để ngay bây giờ quý vị sẽ có những món ăn rất là thơm ngon ngay bây giờ quý vị nha. Bên này Như Nguyễn cũng có một món ăn thơm ngon khác nữa. Đó, quý vị và các bạn có thể thấy không, chúng ta mua sản phẩm đến từ thương hiệu Subo là chiếc bếp điện từ, chúng ta còn được tặng thêm một chiếc nồi inox nữa. Và chiếc nồi inox này có một lớp kính trong suốt để chúng ta có thể dễ dàng nấu ăn, quan sát quá trình nấu nướng. Đó, đường kính của chiếc nồi 24cm, cho nên là có thể dễ dàng nấu nhiều món ăn khác nhau. Đặc biệt ví dụ như là Như Nguyễn đang nấu món cà ri cua nè. Mọi người có thấy được màu sắc hấp dẫn không? Mà nấu được tới hai con cua luôn đó Tú Trinh. Đúng rồi thưa quý vị, đây là sản phẩm quà tặng và chúng ta còn kết hợp ngay cùng với bếp điện từ của thương hiệu Subo nữa, để bây giờ mình sẽ có thêm một món ăn rất là thơm ngon như thế này đây. Nhiều món ăn mình thực hiện được cùng một lúc luôn và tất nhiên là sẽ tiết kiệm thời gian cho quý vị khi mà chúng ta nấu ăn ngon mỗi ngày rồi. Đây là sản phẩm quà tặng đi kèm với sản phẩm chính quý vị nha, để mình có thể là đa dạng hơn món ăn cho mỗi thành viên trong gia đình của mình, rất là thơm ngon và cực kỳ hấp dẫn như vậy luôn ạ. Còn bây giờ thì Như Nguyễn ạ, mình sẽ có thêm nhiều món ăn mà đang dành tặng đến cho tất cả quý vị khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping khi chúng ta đang cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Thêm một món ăn mà quý vị có thể kết hợp ngay luôn cùng với sản phẩm chính và cả sản phẩm quà tặng, để mình có thể là đa dạng thêm bữa ăn hàng ngày dành đến cho mỗi thành viên trong gia đình của mình quý vị nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ có thêm một món ăn tiếp theo, đó chính là món mì xào giòn nha. Wow, rất là hấp dẫn. Đây là một món ăn được rất nhiều thành viên trong gia đình của mình yêu thích nha. Như vậy là với sản phẩm chính và với cả sản phẩm quà tặng nữa thì chúng ta có thể làm được nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, từ chiên xào hấp hay là cả nấu lẩu nữa đó Tú Trinh. Đúng rồi. Và bây giờ thì Như hãy cầm giùm Trinh nha, bởi vì ngay bây giờ mình sẽ còn có thêm đó chính là một món lẩu nữa, một món nước sốt chẳng hạn, để chúng ta có thể là đi kèm ngay cùng bếp điện từ của thương hiệu Subo, vừa có bếp điện từ vừa có sản phẩm quà tặng, để mình có ngay thêm nhiều món ăn rất là thơm ngon quý vị nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì món nước sốt cũng đã sôi rồi, đã sẵn sàng, chúng ta có thể là hoàn thiện ngay bữa ăn cho cả nhà của mình quý vị nha. Rất là nhanh chóng và cực kỳ tiện lợi như vậy luôn, với sản phẩm là bếp điện từ của thương hiệu Subo. Wow, như vậy là với sản phẩm chính là chiếc bếp điện từ và kèm thêm hai sản phẩm quà tặng của chúng ta nữa là chiếc nồi inox nè, và cùng với dĩa inox thì chúng ta có thể làm nên nhiều món ăn thơm ngon cho gia đình của mình và rất là đa dạng phong phú nha. Từ món xào món chiên món hấp hay là chúng ta có thể nấu cả lẩu nữa. Và bây giờ thì Tú Trinh đang thực hiện món mì xào giòn cùng với sốt hải sản và nấm, rất là thơm ngon luôn quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, rất là nhanh chóng khi mà chúng ta thực hiện ngay quý vị nha. Thưa quý vị và các bạn, thêm một tính năng khác nữa của chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo là ở phía bên trên bề mặt bằng sứ cao cấp có lớp chống thấm 3 chiều. Có nghĩa là khi mà chúng ta nấu ăn đó quý vị, vô tình mà chúng ta làm rơi nước ra bên ngoài hay là khi chúng ta đang vệ sinh như vậy, thì quý vị thấy rằng là ở ngay trên bề mặt sẽ có rất là nhiều nước quý vị nha. Nhưng mà quý vị yên tâm rằng với lớp chống thấm đến 3 chiều cho nên là nó sẽ không thấm nước vào ở bên trong, từ đó làm hư các bộ phận ở bên trong chiếc bếp điện từ của thương hiệu Subo. Đồng thời sau đó thì sao ạ? Mình lại còn rất là dễ dàng khi chúng ta chùi rửa quý vị nha. Chỉ cần lau nhẹ một lần qua như vậy thôi là quý vị thấy đó, bề mặt của bếp đã trở lại như mới rồi, với bề mặt bằng sứ cao cấp nha quý vị, rất là đơn giản và dễ dàng sử dụng luôn và rất là tiết kiệm thời gian dành đến cho tất cả quý vị khi mà chúng ta nấu ăn nè, đồng thời là khi mà chúng ta chùi rửa mỗi ngày nữa, rất là nhanh thưa quý vị. Sau đó thì quý vị thấy rằng là mình vẫn tiếp tục giúp cho máy của chúng ta, sản phẩm của chúng ta hoạt động lại như bình thường quý vị nha. Nhiều chức năng khác nhau, hoàn toàn bằng tiếng Việt, dễ dàng khi chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì sản phẩm của mình sẽ còn có thêm độ cứng chắc nữa và hạn chế trầy xước khi chúng ta sử dụng luôn. Wow, như Nguyễn và quý vị cũng thấy đó, rất là dễ dàng khi mà chúng ta chùi rửa nè, tăng độ bền khi mà chúng ta sử dụng mỗi ngày. Và đây là một trong những ưu điểm rất là vượt trội của chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo quý vị nha. Còn bây giờ thì quý vị thấy đó, rất là nhiều món ăn thơm ngon mình có thể là thoải mái thực hiện ngay cùng với bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo, và tất nhiên là không hề mất nhiều thời gian của tất cả quý vị rồi. Những món ăn thực hiện cùng một lúc như vậy để mình có thể là thực hiện được đa dạng nhiều món ăn rất là thơm ngon và hấp dẫn quý vị nha. Những món canh khổ qua hồng như thế này rất là phù hợp với những bữa ăn cuối năm của chúng ta đúng không ạ? Đó, bây giờ quý vị cũng có thể thực hiện được ngay thôi. Như Nguyễn cảm thấy là món canh của chúng ta đang rất là hấp dẫn rồi và sôi rất là nhanh luôn, bởi vì sự truyền nhiệt rất là tốt, truyền
truyền nhiệt nhanh từ chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo này đó. Wow, và bây giờ thì quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta mong muốn là mình có thể điều chỉnh với chiếc bếp điện từ của thương hiệu Subo này thì mình cũng có thể là dễ dàng điều chỉnh được ngay thôi, rất là dễ dàng nha quý vị. Nào là mình sẽ có đó chính là những chức năng hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn, và còn có thể là chúng ta tăng giảm rất là nhanh chóng và cực kỳ tiện lợi như vậy để quý vị có thể là dễ dàng sử dụng ngay thôi. Và ngay cả những người lớn tuổi ở trong nhà của mình cũng có thể là điều chỉnh tùy theo nhu cầu mình mà thôi quý vị nha. Chúng ta muốn đun nước nè, chúng ta nấu canh, làm món hấp, làm món chiên, hoặc là chúng ta có thể là đặt ngay chế độ thời gian hẹn giờ nữa, cũng có thể dễ dàng sử dụng ngay, tắt mở rất là nhanh chóng và cực kỳ tiện lợi, với mức giá ưu đãi là 799.000 đồng chỉ có trong chương trình này mà thôi, có thêm hai quà tặng ưu đãi nữa. Như vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không gọi về tổng đài quen thuộc của chúng ta 1900 7137 để có thể đặt hàng ngay, sở hữu chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo và còn nhận được hai sản phẩm quà tặng nữa, một chiếc nồi inox nè, đáy từ, và một chiếc dĩa inox để chúng ta có thể làm được rất nhiều món ngon cho các thành viên trong gia đình của mình. Một sản phẩm thật tiện lợi, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm thời gian cho gia đình của mình, mà món ngon thì trong tầm tay, phải không ạ? Tú Trinh ơi, wow, bây giờ thì Tú Trinh sẽ tiết lộ cho mọi người một bí mật về chiếc bếp điện từ Subo này nữa nha. Và thưa quý vị, có những công dụng đặc biệt vượt trội khi mà chúng ta sở hữu ngay bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo. Đó chính là bởi vì ở bên trong mỗi chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo này sẽ có vòng nhiệt kép quý vị nha. Vòng nhiệt kép là một trong những ưu điểm rất là nổi bật khi chúng ta cùng tìm hiểu về sản phẩm chính ngày hôm nay. Vòng nhiệt kép sẽ có hai vòng xoắn rất là dày dặn như vậy, giúp cho quý vị chúng ta an tâm hơn trong suốt thời gian sử dụng quý vị nha. Hai vòng xoắn được thiết kế cùng với nhau như vậy thưa quý vị, đồng thời là mình sẽ thấy được đó chính là so với những thiết kế như trước đây thì những vòng xoắn của chúng ta sẽ có được đó chính là sự dày dặn hơn và chắc chắn hơn rất là nhiều quý vị nha. Đó, quý vị thấy không ạ? Đây chính là sự khác biệt của vòng nhiệt kép trong lòng của mỗi chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo quý vị nha. Bên cạnh đó thì ở ngay phía đằng sau quý vị sẽ có thấy là nhiều vòng da nhiệt hơn nữa và rất là dày dặn và chắc chắn luôn, giúp cho việc của chúng ta là nấu ăn tiết kiệm thời gian hơn với mỗi chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo so với thế hệ trước đây thưa quý vị. Đây là dòng sản phẩm rất là vượt trội về công nghệ cũng như là về thiết kế rất là đẹp mắt quý vị nha. Nên chúng ta có thể là sở hữu ngay bây giờ với mức giá là 799.000 đồng, bảo hành 1 năm, nhận tặng thêm hai quà tặng hấp dẫn là một nồi lẩu inox và còn có thêm đó chính là cả một chiếc dĩa inox với đáy từ nữa. Giao hàng về tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc dành đến cho tất cả quý vị khi chúng ta nhanh chóng đặt hàng trong chương trình này. Thời gian đang dần trôi qua rồi, quý vị ơi hãy sở hữu ngay bây giờ nha. Với chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo này, quý vị và các bạn có thể làm nhiều món ăn thơm ngon cho gia đình của mình với các chức năng nấu nướng đa dạng khác nhau, từ lẩu nè, hấp nè, xào nè, chiên, rất đơn giản dễ sử dụng. Vì bàn phím của chúng ta hoàn toàn là bằng tiếng Việt, các nút chỉnh chức năng dễ dàng sử dụng với tiếng Việt như vậy thì các thành viên trong gia đình của mình, từ người lớn tuổi hay là các chị em phụ nữ yêu thích công việc nội trợ, và thậm chí khi cả các anh đàn ông vào bếp thì cũng có thể thực hiện ngay với chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo này. Bên cạnh đó, chúng tôi còn mang đến cho quý vị và các bạn hai sản phẩm quà tặng nữa để có thể làm nhiều món ăn thơm ngon cho gia đình của mình. Và thưa quý vị, hai sản phẩm quà tặng ở đây đó chính là một chiếc nồi lẩu inox thiết kế với đáy từ quý vị nha. Để chúng ta kết hợp ngay cùng với sản phẩm chính để mình có thêm nhiều món ăn thơm ngon và đa dạng. Và mình sẽ còn có thêm cả một chiếc dĩa inox lớn nữa và cũng kết hợp với lại bếp điện từ của thương hiệu Subo luôn. Nhiều món ăn thơm ngon mình có thể thay đổi mỗi ngày. Và khi quý vị quá bận rộn thì mình vẫn có thể tiết kiệm thời gian khi chúng ta nấu nướng cùng với sản phẩm chính ngày hôm nay, bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo quý vị ạ. À. Nhưng mà quý vị phải lưu ý một điều rằng là sản phẩm chính của chúng ta với mức giá là 799.000 đồng kèm thêm hai quà tặng thì chỉ có trong chương trình này mà thôi. Chúng tôi nhận ngay đơn đặt hàng bây giờ, giao hàng về tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị và giao hàng đến 63 tỉnh thành trên toàn quốc, và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn có được thật là nhiều món ăn thơm ngon khi mà chúng ta nấu ăn nhanh chóng hơn nè, tiết kiệm thời gian cùng với bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo quý vị ạ. À. Một bộ sản phẩm chất lượng dành đến cho tất cả những vị khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Home Shopping. Và quý vị lưu ý một lần nữa nha, thời lượng chương trình cũng không còn nhiều nữa. Hãy nhanh tay sở hữu chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo với thiết kế vòng nhiệt kép truyền nhiệt nhanh, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm thời gian nấu rất tiện lợi cho gia đình của mình. Và bên cạnh đó thì khi mà quý vị đã có được bếp điện từ đến từ thương hiệu Subo rồi thì thời gian mà chúng ta nấu ăn sẽ nhanh chóng hơn, đồng thời thiết kế của mặt bếp lớn bằng sứ cao cấp nữa, có lớp chống thấm 3 chiều luôn, dễ dàng lau chùi khi chúng ta vệ sinh quý vị nha. Màn hình điều khiển hoàn toàn bằng tiếng Việt, thiết kế kiểu dáng mỏng, dễ di chuyển và rất tiện lợi. Và với chiếc bếp điện từ Subo, chức năng nấu nướng đa dạng, các bạn có chức năng nấu tạm ngưng ghi nhớ thông minh, chức năng nấu nhanh, chức năng hẹn giờ định giờ tiện lợi, dễ dàng thực hiện các món ngon trong tầm tay.
Và bên cạnh đó thì mức giá ưu đãi chỉ có trong một khoảng thời gian ngắn còn lại mà thôi quý vị nha, 799.000 đồng. Chúng tôi tặng ngay cho quý vị thêm hai sản phẩm quà tặng, một chiếc nồi lẩu inox với đáy từ và thêm một chiếc dĩa inox với đáy từ nữa. Giao hàng về tận nơi, số lượng quà tặng có hạn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta có một sản phẩm đến từ thương hiệu Subor. Đó chính là một chiếc bếp điện từ tiện lợi và đa năng, giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta, những người yêu thích công việc nội trợ, tiết kiệm được thời gian nấu nướng, tiết kiệm được nhiên liệu trong gia đình của mình nữa. Chẳng phải lo sợ là đang nấu ăn mà hết ga, hay là không lo sợ là muốn ăn cùng ăn với cả nhà, quay quần sum họp trên bàn ăn gia đình mà lại phải sử dụng bếp ga thì rất là lo ngại về khí độc nè. Thì ngay bây giờ chúng ta có thể sử dụng bếp từ an toàn, yên tâm, thậm chí là sử dụng ngoài trời cũng được đó Tú Trinh à. Và với chiếc bếp điện từ với mức giá cực kỳ hấp dẫn này chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping mà thôi, 799.000 đồng thưa quý vị. Và đặc biệt bên cạnh đó còn có hai sản phẩm quà tặng nữa cơ. Và thưa quý vị, hai sản phẩm quà tặng chúng tôi tặng ngay cho quý vị sẽ kết hợp được ngay với sản phẩm chính luôn. Mình sẽ có một chiếc nồi lẩu inox với đáy từ và có nắp kính trong suốt nữa, đường kính là 24 cm nè. Và như quý vị thấy là với nồi lẩu này chúng ta sẽ còn có thêm cả một chiếc dĩa inox lớn nữa để mình có thể là thực hiện thêm nhiều món ăn lắm quý vị nha, từ món lẩu nè đến cả những món hấp, bên cạnh đó là còn có thể những món chiên, món xào nữa. Kết hợp hai quà tặng với số lượng có hạn cùng với sản phẩm chính ngày hôm nay đến từ thương hiệu Subor, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, hy vọng rằng là sẽ mang đến cho quý vị nhiều giây phút thật là thoải mái, đồng thời mình sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian khi mà chúng ta nấu ăn ngon mỗi ngày đó quý vị. Mình cũng có thể mua về để trang bị thêm cho không gian sống của mỗi gia đình, hoặc là chúng ta mua về làm quà tặng dành đến cho những người thân của mình quý vị nha. Đối với những bạn sinh viên đang đi học xa nhà thì đây cũng là một sản phẩm rất là cần thiết, bởi vì trong những không gian không được rộng rãi lắm thì một chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Subor dễ dàng nấu ăn, điều khiển hoàn toàn bằng tiếng Việt sẽ là một giải pháp rất là chủ động dành đến cho tất cả quý vị khi chúng ta nấu ăn ngon mỗi ngày. Mức giá ưu đãi, giao hàng về tận nơi. Và ngay bây giờ thì quý vị hãy nhanh chóng kết hợp ngay sản phẩm chính và sản phẩm quà tặng với mức giá ưu đãi này bằng cách đặt hàng rất đơn giản cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Một lần nữa chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại chiếc bếp điện từ và những bộ sản phẩm quà tặng của chúng ta ngày hôm nay: tiện lợi, đa chức năng, dễ dàng sử dụng và có thể mang đến những món ngon trong tầm tay cho gia đình của mình. Hãy nhanh chóng gọi về cho tổng đài của chúng tôi 1900 7137, thời gian không còn nhiều nữa rồi, và quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm thông tin trên website vtvhyundai.vn. và còn đặc biệt hơn là chúng ta có thể tiện dụng khi sử dụng điện thoại của mình, cài đặt ứng dụng trên điện thoại VTV Hyundai Home Shopping để có thể đặt hàng ngay và được giao hàng tận nơi quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, còn bây giờ thì thời lượng cũng đã không còn nhiều nữa rồi. Tú Trinh và Như Nguyễn xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình hấp dẫn tiếp theo. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi mang đến sản phẩm là chiếc bếp điện từ Subor với thiết kế vòng nhiệt kép, truyền nhiệt nhanh, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm thời gian nấu cho các thành viên trong gia đình của mình. Và bên cạnh đó thì với bếp điện từ của thương hiệu Subor, quý vị sẽ có ngay một sản phẩm với mặt bếp lớn bằng sứ cao cấp, lớp chống thấm 3 chiều cùng với màn hình điều khiển bằng tiếng Việt, thiết kế kiểu dáng mỏng, dễ di chuyển và rất tiện lợi. Và với chiếc bếp điện từ Subor có chức năng nấu nướng đa dạng, chức năng nấu tạm ngưng ghi nhớ thông minh, chức năng nấu nhanh, chức năng hẹn giờ định giờ tiện lợi sẽ dễ dàng giúp cho chúng ta thực hiện các món ngon trong tầm tay của mình. Và bên cạnh đó là mức giá rất là ưu đãi chỉ có trong chương trình này mà thôi quý vị nha, 799.000 đồng, nhận thêm hai quà tặng, một nồi inox đáy từ và còn có thêm một chiếc dĩa inox cao cấp nữa. Subor, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Và bên cạnh đó thì bếp điện từ của thương hiệu Subor quý vị sở hữu ngay trong chương trình này sẽ còn được nhận tặng thêm nhiều quà tặng hấp dẫn nữa. Tặng cho quý vị thêm một nồi lẩu inox đáy từ đường kính 24 cm và thêm một chiếc dĩa inox nữa. Những sản phẩm quà tặng rất phù hợp khi chúng ta kết hợp ngay với sản phẩm chính quý vị nha, để có thêm được nhiều món ăn thơm ngon. Số lượng quà tặng có hạn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay.